Chào anh chị, hôm nay Thoa cùng anh chị sẽ cùng nhau tìm hiểu về vi bằng là gì và có nên mua nhà bằng hình thức vi bằng hay không. Đó là câu hỏi mà đa số khách hàng đi mua nhà hiện nay còn chưa hiểu rõ. Hôm nay thì Thoa xin chia sẻ một số thông tin tìm hiểu mua bán nhà đất chuyển nhượng bằng vi bằng. Và việc mua bán bằng chuyển nhượng nhà đất hiện nay thì rất phổ biến bằng vi bằng. Và vi bằng là gì? Mua bán nhà đất bằng vi bằng thì có an toàn hay không? Nếu như bạn đang băn khoăn và chưa biết về vi bằng thì video ngày hôm nay sẽ rất hữu ích cho bạn. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vi bằng là gì. Hiểu một cách thực tế thì vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, âm thanh, video kèm theo nếu cần thiết. Thì trong khoản 3 điều 2 của Nghị định 135 năm 2013, Nghị định Chính phủ, thì vi bằng do thừa phát lại lập, ghi nhận lại hành vi sự kiện được dùng làm chứng trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Vi bằng chỉ ghi nhận những hành vi sự kiện mà thừa phát lại chứng kiến trực tiếp theo khách quan, trung thực. Trong một số trường hợp cần thiết thì thừa phát lại có quyền mời người làm chứng trong quá trình lập vi bằng và các tài liệu này có giá trị chứng cứ nếu như các bên có phát sinh tranh chấp liên quan đến việc lập vi bằng này. Thì ở đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn về lập vi bằng là gì. Thì các bạn có thể hiểu là lập vi bằng là văn bản mà do người có thẩm quyền công nhận ghi lại những sự việc được cho là quan trọng sử dụng làm bằng chứng trước tòa, những sự kiện mang tính chất pháp lý. Và có thể thấy rằng là lập vi bằng rất quan trọng trong những cuộc mua bán hay chuyển nhượng nhà đất. Trong quá trình này thì chỉ ghi nhận việc giao tiền, giao nhận giấy tờ mà không chứng thực các giao dịch mua bán nhà đất của các bên. Nhiều người khá băn khoăn và đặt câu hỏi là lập vi bằng có giá trị pháp lý như thế nào? Thì theo Điều 28 Nghị định 61 năm 2009, Nghị định Chính phủ đã quy định giá trị pháp lý do thừa phát lại lập có những giá trị rất lớn và cao hơn vai trò của người làm chứng. Tuy nhiên, lập vi bằng thì không có giá trị thay thế cho bản công chứng và tài liệu giấy tờ này chỉ có tác dụng khi làm chứng cứ chứng minh cho những bất đồng xảy ra nếu các trường hợp mua bán tranh chấp. Và lập vi bằng thì giúp tòa án có thêm căn cứ để giải quyết các vụ việc. Vì vậy, nếu xảy ra mâu thuẫn hoặc những thương vụ khó xử thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy bản lập vi bằng để làm chứng cứ, lấy lại lợi cho mình. Và các trường hợp được lập vi bằng như là công trình nhà cửa có nguy cơ bị nứt hoặc xuống cấp, vi bằng giúp ghi lại những hiện trạng để được bồi thường xứng đáng. Thứ hai là doanh nghiệp gặp khó khăn khi xây một công trình mà bị ảnh hưởng bởi công trình kế bên, doanh nghiệp có thể tìm đến thừa phát lại để lập vi bằng. Thứ ba là trong trường hợp công trình được xây dựng kém chất lượng thi công và nghiệm thu không chính xác, chúng ta cũng có thể lập vi bằng. Thứ tư là các hành vi liên quan đến tranh chấp tài sản. Và thứ năm là những trường hợp doanh nghiệp bị từ chối bởi một cơ quan, đơn vị cá nhân mặc dù mình đang thực hiện đúng pháp luật. Đây là một số trường hợp chúng ta có thể lập vi bằng. Và thừa phát lại là gì? Thì theo yêu cầu của đương sự, thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi được cho là cần thiết. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm về đảm bảo an ninh quốc phòng, đạo đức xã hội, đời tư thì không được phép. Sau đó, thừa phát lại phải gửi về Sở Tư pháp thì vi bằng mới hợp lệ. Và đặc biệt là thừa phát lại chỉ được nhà nước trao quyền để làm các công việc theo quy định sau. Thứ nhất là lập vi bằng theo yêu cầu. Thứ hai là thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự. Thứ
Thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự. Và thứ tư là theo yêu cầu của đương sự, thừa phát lại trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của tòa án. Và thứ năm là không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định tại thi chủ động ra quyết định thi hành án. Và có thể thấy là những đặc điểm của lập vi bằng thừa phát lại giống với hoạt động công chứng về phương pháp tiến hành cũng như là mục đích hoạt động. Tuy nhiên, việc công chứng là thay mặt nhà nước để chứng kiến và công nhận tính xác thực của các văn kiện, giấy tờ, hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng. Còn hoạt động của lập vi bằng thừa phát lại là lập các chứng thư về những hành vi, sự kiện xảy ra ở mọi nơi mà ít bị khống chế về mặt thời gian và không gian. Và một số đặc điểm yêu cầu của vi bằng thừa phát lại như sau. Thứ nhất là văn bản là hình thức của vi bằng và phải do chính thừa phát lại lập. Họ không được ủy quyền hoặc nhờ người khác lập và ký tên thay. Thứ hai là phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung văn bản khi lập vi bằng. Thứ ba là các hành vi, sự kiện do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến để lập vi bằng phải trung thực, khách quan. Và thứ năm là vi bằng được xem như là chứng cứ và có giá trị chứng minh. Thứ sáu là có thể sao chép và sử dụng vi bằng làm chứng cứ lâu dài. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề là chúng ta mua bán nhà đất vi bằng là gì. Thì với các thông tin chúng ta đã cập nhật ở trên thì chúng ta có thể thấy rằng vi bằng và công chứng là khác nhau. Sau đó khi mà chúng ta lập vi bằng để mua bán hay chuyển nhượng là không không có nghĩa là về pháp lý là về mặt pháp lý là không có tác dụng để chúng ta mua bán hay chuyển nhượng. Mà khi mà chúng ta làm các thủ tục về nhà đất thì thừa phát lại không thực hiện các vấn đề xác thực công chứng. Nhà nước chỉ ban hành các quy định cho thừa phát lại như các công việc về lập vi bằng, xác minh các điều kiện thi hành án. Chính vì không có giá trị pháp lý nên người mua sẽ không có quyền sử dụng đối với phần tài sản mà mình đã bỏ tiền ra mua. Việc xây cất, sửa chữa, thế chấp, chuyển nhượng nhà đều không được phép. Sau đó khi mà chúng ta mua bán nhà đất hay chuyển nhượng bằng vi bằng thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao và thường thiệt hại cho bên mua. Vì vậy khi mà trong trường hợp nhất định mà chúng ta phải mua bán bằng hình thức vi bằng, ví dụ như là chúng ta mua nhà mà chưa có sổ đỏ hoặc là sổ đỏ chung thì chúng ta thường thường dùng hình thức vi bằng để chúng ta mua bán thì chúng ta nên cân nhắc kỹ và tham vấn thêm ở các cơ quan có thẩm quyền để chúng ta hạn chế rủi ro, tránh những tranh chấp xảy ra sau này thì phần thiệt hại sẽ thuộc về bên bên mua là nhiều hơn. Được chưa ạ? Trên đây